thông báo về việc tạm dừng các hoạt động kinh doanh buôn bán tại chợ Bắc Nửa Giang cũ thuộc thôn Tân Lập 6, xã Bắc Nửa Giang, huyện Cầm để phòng chống dịch bệnh COVID-19. Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn xã Bắc Nửa Giang liên quan đến ca bệnh nhiễm trong cộng đồng tại thôn Enu, xã Bắc Nửa Giang vào ngày 25 tháng 9 năm 2021 để thiết lập vùng phong tỏa tạm thời, tiến hành xét nghiệm sàng lọc sát COVID-2 để thiết lập vùng phong tỏa tạm thời, tiến hành xét nghiệm sàng lọc sars cov 2 đối với toàn bộ khu vực chợ cũ Bưng Đờ Giang, thôn Tân Lập 6. Nay, thông báo đến toàn thể nhân dân và các hộ tiểu thương kinh doanh tại chợ cũ Bưng Đờ Giang về việc tạm thời dừng mọi hoạt động kinh doanh buôn bán tại chợ cũ Bưng Đờ Giang kể từ 6 giờ ngày 26 tháng 9 năm 2021 để kịp thời khoanh vùng truy vết khống chế dịch bệnh COVID-19 lây lan trong cộng đồng đề nghị nhân dân đồng thuận thực hiện góp phần đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện. Nếu hồ nào cố tình kinh doanh làm lây lan dịch bệnh trong cộng đồng sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.